Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự của tác giả Kinh Cức Chi Ca, bản quyền truyện chữ thuộc Waka, phát hành trên YouTube MC Nguyễn Thành. Chương 6. Diệp Thư Văn nhìn về phía trước theo ánh mắt mình giác, thấy đằng trước là một cô gái trẻ tuổi, mặt mũi bình thường, ăn mặc cũng khá khiêm tốn. Chỉ duy có đôi mắt sáng rỡ khiến anh ta nhìn vào cũng bất giác rung động một thoáng. Mình giác lại nhìn cô gái chằm chằm, một lúc sau mới nhíu mày, cất giọng nói luôn hờ hững bình thường. Anh đưa không còn, tôi cũng có nhà mà không về được. Cả cây ngô đồng cũng đã rất sinh cơ, cô còn đuổi tận tuyệt như thế làm gì? Giọng điệu hắn vô cùng bình thản, nhưng ở sâu trong đáy mắt lại có vẻ buồn bã. Vì có thể mang nghĩa phụ đi, hắn đã không do dự đạp gãy cây ngô đồng đã bảo bạn bấy nhiêu năm, trong lòng không phải không có tiếc nuối. Huân hồ đê lưu tương không thể cho con người sử dụng, cả cô và tôi đều không thể được lợi từ nó. Hắn nhìn Hà Thanh, trong lòng đầy khó hiểu, tại sao cô cứ phải bám giết mãi như thế? Chẳng lẽ cô cho là làm huyền thuật sư thì nhất định phải dẹp yên tất cả chuyện bất bình trên thế gian? Hà Thanh lắc đầu, trước giờ tôi chưa từng nghĩ vậy, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình có thể, làm hết những chuyện mình có thể làm. Mình giác, tại sao Trần Anh Nương lại chết? Tại sao sinh cơ của cây ngô đồng lại đứt đoạn? Trong lòng anh rõ ràng hơn ai hết, tại sao tới giờ anh còn chưa chịu từ bỏ? Người trong quan tài kia có đáng giá tới vậy không? Hai người nói chuyện tuy nội dung rất khó hiểu, nhưng đã đủ khiến lòng dạ Diệp Thư Văn nổi dậy sóng thần. Sống đến độ tuổi như anh ta, có kinh nghiệm, có đầu óc, năng lực tiếp nhận những điều mới lạ cũng hơn xa người bình thường. Lúc này liên hệ với những lời Minh Giác nói trước đó, trong lòng chợt sinh ra một suy đoán không đáng tin. Minh Giác không phải đã đặt cha mình vào quan tài rồi giấu đi đấy chứ? Thời tiết này hắn đã giấu đi đâu? Hai người này đến cùng là điên rồi hay anh ta mới là kẻ vô tri? Anh ta đứng gọn một bên, cố dằn tò mò trong lòng mình, cẩn thận lắng nghe tiếp. Tôi biết anh muốn làm gì. Hà Thanh nhìn hắn, Minh Giác, chết mà sống lại là việc không thể nào, hãy từ bỏ đi. Quả nhiên Diệp Thư Văn liên tiếp rung động, trong lòng đã không còn ngạc nhiên như lúc ban đầu, thay vào đó là cảm giác hoang đường như việc vốn phải vậy. Cô không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Minh Giác cười lạnh, tôi đã thử nghiệm nhiều cách rồi. Bây giờ cơ thể nghĩa phụ vẫn rất sống động, máu người vẫn đang chảy tràn trong cơ thể từng giờ từng phút, tuy rằng tốc độ thật sự quá chậm. Hắn nhìn Hà Thanh, bất kể thế nào tôi cũng thể kiên trì đợi tới đế lưu tương. Cô muốn ngăn cản, đừng trách tôi không để ý tới những người bình thường. Anh dám? Hà Thanh quát lạnh. Minh Giác cong môi nhìn Diệp Thư Văn bên cạnh, cô cảm thấy giết anh ta tôi có dám không? Diệp Thư Văn sửng sốt. Hà Thanh nghiêm giọng hỏi, ngay bây giờ anh muốn tự tay giết người? Một khi đã sai đường, anh sẽ không còn có thể quay lại. Cho dù nghĩa phụ của anh thật sự sống lại, chắc chắn ông ấy cũng không thể chấp nhận. Cô thì biết cái gì? Minh Giác lại dừng dưng. Nghĩa phụ từng nói rồi, bất kể tôi làm gì, người cũng sẽ tha thứ. Tôi đã không còn đường quay lại từ lâu rồi, nên làm gì trong lòng tôi rõ ràng hơn ai hết. Hà Thanh ngẩn người, lập tức nhớ tới một thế hệ tộc nhân của Trần Như đã bị trộm mất tuổi thọ. Ngay lúc này Minh Giác đã tới gần Diệp Thư Văn. Dáng hắn rất cao, dù gương mặt còn non nớt nhưng chiều cao vẫn đỉnh hơn Diệp Thư Văn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hà Thanh, hắn nhấc tay dễ dàng đâm xuyên vào lồng ngực Diệp Thư Văn. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta, không chảy máu, không có vết thương, thậm chí Diệp Thư Văn còn không cảm nhận được đau đớn. Nhưng lúc này tay Minh Giác thì quả thực chỉ còn nửa bàn tay lộ ra ngoài lồng ngực anh ta. Anh ta há miệng, hồi lâu sau mới thốt thành tiếng, đây là ma thuật ư? Nhưng nụ cười ở khóe miệng lại vô cùng gượng gạo, rõ ràng đã nhận ra điểm khác với bình thường của họ. Mới dứt lời, bỗng cảm giác lồng ngực đau nhói. Minh Giác! Hà Thanh lập tức bước tới. Anh muốn mất đi nhân tính sao?
Minh Giác nhìn cô, gằn từng chữ. Không có gì quan trọng hơn tính mạng của nghĩa phụ. Hắn nói vậy nhưng tay lại buông lỏng. Hắn nhìn vào mắt Diệp Thư Văn. Bây giờ trong mắt vị trưởng giả này có chút kinh ngạc và sợ hãi, nhưng đồng thời có cả sự ôn hòa như trước kia. Bỗng Minh Giác dịu lại, rồi khẽ giọng hỏi: anh có sợ không? Diệp Thư Văn gật đầu thật thà. Không ai có thể không sợ. Minh Giác, ai cũng muốn sống tốt, hoặc dù cho phải chết cũng không nhận nổi kiểu chết ly kỳ này. Cậu muốn móc tim tôi ra ư? Minh Giác lắc đầu. Như vậy quá lãng phí. Hắn sẽ chỉ rút hết sinh mệnh lực, dùng để kéo dài thêm một chút thời gian cho nghĩa phụ. Người cha cậu vẫn luôn nhắc tới, hóa ra là cha nuôi hả? Trong tiếng thở dài của Diệp Thư Văn, Minh Giác chợt thu tay về. Diệp Thư Văn cúi đầu nhìn, đôi bàn tay cắm vào ban nãy lúc này vẫn bằng phẳng thẳng thớm. Cả nếp nhăn trên áo cũng y đúc trước đó. Dường như đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Trên thực tế, Minh Giác vẫn là chàng trai lạnh nhạt ít nói kia. Mà cô gái trước mắt thì lúc này đã giận dữ đi tới. Tuy nhận ra Minh Giác không thật sự có ý giết người, dù vậy vẫn không dằn được lửa giận, thái độ khinh thường tới vậy. Vừa đi về phía này, cô vừa trở tay cầm lấy một thanh kiếm linh lực. Người chưa tới được kiếm đã hung dữ đưa về trước. Quay về! Minh Giác hơi hờ xua tay, thậm chí hai ngón tay chưa duỗi thẳng đang ngăn vững lưỡi kiếm trước mặt. Hai bên giằng co đều không tiến không lùi. Diệp Thư Văn nhìn toàn bộ sự việc diễn ra, đặt tay lên lồng ngực đang đập thình thịch, cuối cùng nhận rõ đây là thực tế. Cách hắn xa ra. Hà Thanh nghiêm giọng mắng: không thấy hả? Hắn muốn giết anh đấy. Diệp Thư Văn không lùi mà bước lên, gương mặt lại là nụ cười đầy tin tưởng ngu ngốc. Anh ta lắc đầu: tôi cũng rất sợ, nhưng tôi cảm thấy điểm sáng trong nhân tính chính là linh hồn lương thiện của một số người có thể đè nén tất cả ham muốn của bản thân. Minh Giác là đứa trẻ ngoan. Hà Thành tức chết đi được. Thời buổi này còn có người không sót tính mạng nữa hả? Cô không nói không rằng, kiếm linh lực trong tay đột nhiên biến mất, đột thành một lưỡi dao ngắn đâm thẳng về trước. Nhưng kiếm này đâm tới, bóng người trước mắt lại chợt mở đi. Hà Thanh lập tức quay đầu, Minh Giác đã xuất hiện bên trái cô. Lửa ô đồ trên người cô. Minh Giác thở dài, xem ra cô đúng là người được trời cao yêu quý, ngày giao tiêu mà cũng lấy được. Hà Thanh cũng gật gù: Minh Giác, tôi có giao tiêu, lửa ô đồ không thể tổn thương tôi, mà anh thì đã trọng thương nguyên khí. Nếu hai ta lại chiến một trận, cơ hội cho anh giành phần thắng sẽ chỉ ngày một nhỏ hơn. Mà một khi có điều bất trắc gì, bỏ lỡ đế lưu tương, tất cả cố gắng trước đó đều có thể vì nguyên nhân này mà đổ sông đổ bể. Hắn tuyệt không cho phép. Hết chương 6, chương 7. Hà Thanh nhìn Minh Giác trầm giọng nói: Minh Giác, chết mà sống lại là việc không thể nào. Cho dù là thần long cũng không thể có năng lực vượt qua giới hạn sinh tử. Anh kiểm giữ cơ thể nghĩa phụ, chẳng lẽ chưa từng nghĩ làm vậy thì ông ấy sẽ không bao giờ có thể chuyển thế đầu thai. Người không cần đầu thai chuyển thế. Minh Giác lắc đầu. Đầu thai rồi, người sẽ không còn là người trước kia. Đó chỉ là điều thế nhân tự lừa gạt mình thôi. Huống hồ, hắn nhớ tới dáng vẻ nghĩa phụ lúc sắp chết. Thật ra thời điểm Vương Duy Tân qua đời chỉ mới hơn 40 tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên. Đáng tiếc linh lực khô kiệt, bệnh tật quấn thân, cả gò má cũng lõm sâu hốc hác, đôi mặt xám xịt như bị mây đen che mù. Chỉ tới thời khắc cuối cùng mới tỏa ra tia sáng chói mắt. Minh Giác, Minh Giác, ta chỉ mong mình tại sao không thể sống thêm 10 năm nữa. Trong mắt ông chất đầy lo lắng và nuối tiếc. Con ngoan, con còn nhỏ như vậy lại kiên cường như thế. Tay ông run run vuốt về gương mặt Minh Giác, hơi thở dần ngưng mặt. Năm ấy quả thần Minh Giác còn nhỏ, tuổi chỉ 14. Sau đó hắn dùng bí pháp đong băng thân thể nghĩa phụ, tìm đủ mọi biện pháp ăn cắp thời gian, rút trộm hồn lực để nối mệnh cho người, mục đích chỉ để khiến nghĩa phụ sống lại. Miễn là người sống lại, miễn là người sống lại. Chỉ là niềm tin này
đang giúp một thiếu niên bé nhỏ trở thành một người có thể gánh vác sinh tử đại sự như bây giờ. Vẻ thẫn thờ trong mắt hắn dần dày hơn, ngay cả Diệp Thư Văn cùng thoát chết trong đường tơ kết tóc lúc này vẫn ôm trái tim thánh mẫu mà khuyên bảo: Bình Giác, tôi không biết giữa hai người có ân oán gì, nhưng cô gái này lại nói vài câu rất đúng. Không ai có thể chết mà sống lại, chỉ ít theo điều tôi biết là không có. Huân hồ từ cuộc đối thoại giữa hai người vừa rồi, anh ta còn biết người cha đã khuất kia của Minh Giác đã chết không chỉ mới ngày một ngày hai. Minh Giác ngẩn ngơ nhìn anh ta. Sở dĩ hắn gần gũi với Diệp Thư Văn, nguyên nhân cũng vì anh ta có điều gì đó rất giống với Vương Duy Tuân. Nghĩa phụ hắn lúc nào cũng mang dáng vẻ người tốt như vậy. Một lúc sau, hắn lặng lẽ nói với Hà Thanh: Tôi đồng ý với cô, trước khi Đế Lưu Tướng xuất hiện sẽ không tổn thương bất cứ sinh linh nào. Cô cũng đừng tới tìm tôi nữa. Đế Lưu Tướng vô dụng với loài người, để khi đó tôi và đám yêu vật kia sẽ tự cướp đoạt bằng bản lĩnh. Đợi đến sau ngày 15 tháng 7, bất kể nghĩa phụ có sống lại hay không, tôi cũng đồng ý tự đánh tan linh lực, nhận báo ứng mình nên nhận. Hắn nhìn Hà Thanh gằn từng chữ: Vương Minh Giác, tôi thề với trời. Từ không trung quang đãng bông giáng xuống một tiếng sấm rền vang. Hà Thanh nhìn hắn phức tạp: Hôm Đế Lưu Tướng xuất thế, để tránh những yêu vật từ các nơi tụ tập tới quá mức cản rỡ mà làm người bình thường bị thương, cô bắt buộc phải có mặt. Nếu trước lúc đó lại đánh nhau trọng thương với Minh Giác, vậy thì... Một lúc sau cô gật đầu: Anh đã thề thốt vậy, tất nhiên tôi không còn lời nào để nói. Minh Giác, hãy nhớ lời mình đã nói đấy. Bóng dáng Hà Thanh dần đi xa, Minh Giác rời mắt đi, quay người rời khỏi. Diệp Thư Văn thẳng thốt nhìn theo bóng lưng hắn, để khi bóng dáng chàng trai sắp biến mất tại chỗ rẽ mới chợt cất tiếng gọi: Minh Giác, không ai được phép tự tiện tước đoạt sinh mạng một người khác, cho dù cậu có năng lực đặc biệt cũng không thể. Cậu mau tỉnh lại đi. Minh Giác đứng lại, đầu thoáng nghiêng về, trầm giọng nói: Nhưng đó là đặc quyền của kẻ mạnh, người yêu nhược chỉ có thể mặc thiên mệnh sắp đặt. Còn tôi, bất kể thế nào cô phải tranh đấu một lần, dù phải trả bất cứ giá nào. Ngày hôm sau vẫn một ngày nắng đẹp, nắng sớm đã soi chiếu trong phòng, xuyên qua ô cửa kính trong suốt dọn lên mặt bàn. Chiếc điều hòa vù vù thổi gió, không thể dễ chịu hơn. Minh Giác lười biếng nằm trên thanh sàn ngang. Hôm nay không còn ai gọi hắn đi ăn bữa sáng do nhà thỏ tinh kia bán nữa. Đám yêu quái này suốt bao nhiêu năm vẫn không có tiến bộ, xem ra cũng không thể trách cả cho linh khí mỏng manh, mà thật sự do chúng không có lòng cầu tiến. Đang nghi ngợi, giọng nói của Diệp Thư Văn đã vang lên từ bên dưới: Minh Giác, hôm nay muốn đi nếm thử mì nước ở cửa Tây không? Nghe nói cũng là quán ăn mới mở. Minh Giác sửng sốt, kẻ đó xoay người nhảy xuống. Động tác của hắn nhẹ nhàng lại bay bổng, tựa như cánh bướm trao lượn trong gió, rơi xuống đất mà không gây một tiếng động. Quay người sang đã thấy Diệp Thư Văn nhìn mình, ngạc nhiên lại lẫn ý khen ngợi: Hôm qua còn tưởng cậu nói toàn lời hoang đường thôi chứ, không ngờ lại có bản lĩnh này thật. Đi thôi. Anh ta đi tới kéo tay Minh Giác. Cửa Tây lại có một quán mì nước mới mở, mùi vị không tệ đâu, chúng ta đi nếm thử. Nhắc tới cũng lạ nhá, tại sao nghỉ hè rồi mà lại nhiều quán cơm mới mở dữ vậy, còn toàn do người vùng khác mở. Minh Giác đứng bên ngoài quán mì nọ, nhìn một nhà ba người đang bận rộn bên trong, nhìn cây sừng sáng loáng trên đầu họ, không khỏi nín lặng. Ngày nào ăn cơm cũng có thể vào được quán cơm do yêu tinh mở, Diệp Thư Văn này chẳng lẽ cũng có bản lĩnh kỳ lạ gì. Ngồi trong một góc quán cơm, sau lưng là cơn gió điều hòa vù vù thổi tới. Minh Giác nhìn chăm chăm người đang bận rộn, hết lấy đũa lại tới ớt nọ, hỏi: Sao anh còn tới? Diệp Thư Văn ngồi yên tại chỗ và như không hiểu, không chịu trả lời thẳng thắn. Tôi không thể tới ư? Minh Giác nhìn anh ta. Anh biết tôi đang hỏi gì, anh không sợ ư? Tất nhiên là sợ chứ. Diệp Thư Văn vẫn cười hiền lành. Tôi từng này tuổi rồi, bất kể ở trong nước hay ngoài nước đều chưa từng gặp chuyện ly kỳ tới vậy. Ai mà ngờ nổi
Thi thoảng làm quen với vài người trẻ tuổi hợp mắt, lại bỗng có được bất ngờ cỡ ấy. Anh ta sờ lên lồng ngực mình, lòng còn sợ hãi. Tối hôm qua tôi đã soi gương quan sát rất lâu, thậm chí còn tới bệnh viện chụp X-quang nữa. Nhưng bất kể quan sát kiểm tra thế nào, tôi vẫn khỏe mạnh, trái tim không hề có vấn đề gì. Mì được bưng lên, hành lá sắt nhỏ rải trên vắt mì màu trắng, lược lẻo trong màu gạo, nổi gợn một váng mỡ. Giữa bát mì là miếng thịt kho cơ lớn, khiến người nhìn mà trào nước bọt. Giật Thư Văn đưa thìa cho Minh Giác, vừa hứng gió điều hòa, vừa thưởng thức từng thìa nước lèo nóng. Nước lèo rất hợp khẩu vị anh ta. Cơ hôm từng thìa lia lịa, vứt bén đề tài ban nãy ra một bên, vớt hết vụn mì và thịt bò, cả mấy đốm hành lá sắt nhỏ còn dư trong bát. Minh Giác im lặng nhìn, đẩy bát mì sang. Giật Thư Văn không nhận, không cần để ý tới tôi. Nhà bọn tôi đều thích ăn như vậy, đây là điểm đặc biệt của cả nhà tôi. Cậu thử đi, nước lèo chuẩn bị rất kỹ, người nấu có tâm lắm. Nói đoạn vươn tay cầm lọ ớt đặt cạnh, cẩn thận múc một muỗng trộn vào mì, ăn ngấu nghiến. Minh Giác nhìn anh ta, vành mắt trợn hoe đỏ. Nghiệp phụ hắn năm xưa cũng thích nhất là húp nước. Chàng trai với dung mạo đẹp đẽ lại lạnh lùng tới vậy, lúc này bỗng nhiên nhìn mình rồi đỏ hoe mắt. Sau phút ngơ ngác ngắn ngủi, Diệp Thư Văn cũng khó tránh hoảng hồn lo sợ. Anh ta vội rút giấy đặt trong hộp giấy trên bàn, nhưng mới chạm tay cảm nhận được chất giấy giam giáp, lại vội rút tay về. Hớt hải lục tung mấy túi áo, cuối cùng tìm được một gói khăn giấy chưa dùng hết, cẩn thận rút lấy một tờ đưa cho Minh Giác. À, đừng khóc, đừng khóc, còn đi con nuôi ngày ngày phải vui vẻ mới. Dừng lời lại nghĩ, sợ gì Minh Giác buồn bã như vậy, rất có thể do tức cảnh sinh tình, nghĩ tới cha, không, nghĩa phụ mình. Vậy nên dù biết có lẽ người trước mặt này không làm chuyện tốt gì, nhưng bây giờ nhìn, trong lòng anh ta vẫn bất giác xót xa. Nếu là khi trước, đây là việc chắc chắn không thể. Nguyên tắc của anh ta vô cùng kiên vững, tam quan cũng rất bình thường. Tuy rằng thích người đẹp, song cũng không chỉ trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng bây giờ, trông chàng trai này, anh ta lại có cảm giác gặp mà như đã quen lâu, tự thấy thân thiết, chính anh ta cũng không thể hiểu nổi. Minh Giang chỉ đỏ mắt, không khóc lên. Hắn nhìn người đàn ông đang nhìn mình lo lắng, không hiểu sao nước mắt lại muốn trào ra. Người này trông chỉ chừng 30-40 tuổi, khi trước còn tạm bày ra dáng vẻ người lớn, nhưng giờ sống chung một thời gian, ở trước mặt Minh Giác, anh ta lại giống như một đứa trẻ. Người như vậy quả là vô cùng chân thực. Người ngoại giới hóa ra cũng không phải là không có chỗ nào tốt đẹp. Suy nghĩ Minh Giác xoay chuyển rất nhanh, chỉ giây lát lại trở về trạng thái không gợn sóng trước đó. Anh nhìn tờ khăn giấy kia, ngồi thẳng lưng lại. Tôi không việc gì, anh ăn tiếp đi. Diệp Thư Văn bị cảm xúc khó hiểu này lây lan, bây giờ làm gì còn tâm trạng ăn uống. Vắt mì ướt đỏ vì được trộn ớt lúc này cũng mất đi sức hấp dẫn. Anh ta thở dài, rút tờ khăn giấy về, tự lau miệng mình, quyết đoán hỏi. Nghĩa phụ cậu, ông ấy là người thế nào? Minh Giác sửng sốt, trường này chưa từng có ai hỏi về chuyện này. Người thích cười, thích giảng đạo, thích chọc hắn, đôi lúc cũng rất nghiêm túc. Người là một người rất rất tốt. Cuối cùng hắn chỉ trả lời như vậy. Minh Giác nhìn Diệp Thư Văn, đã bấy nhiêu năm chưa từng có ai hỏi chuyện về nghĩa phụ. Hắn cũng không muốn chia sẻ cái tốt của nghĩa phụ cho người khác nghe, thậm chí cả anh nương cũng vậy. Nhưng lúc này, khung cảnh này, chẳng hiểu sao hắn bỗng yên lòng, nhỏ giọng kể cho Diệp Thư Văn những việc quá vãng. Trước khi gặp nghĩa phụ, thật ra tôi là trẻ mồ côi, nhưng không phải mồ côi thật sự. Việc này thì có gì khó đoán. Diệp Thư Văn đã có tuổi nhưng lại không coi chuyện này là gì. Cậu có nghĩa phụ, còn có tình cảm sâu đậm với người đó như vậy, hơn phân nửa là gia đình ban đầu cũng không hạnh phúc. Bình thường anh ta luôn nói chuyện bằng giọng điệu này, chỉ là bị bề ngoài nho nhã che đi. Thứ cho người ta nhìn thấy phần lớn chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo. Minh Giác lại không để ý, chưa có lời khó nghe nào mà Minh Giác chưa từng nghe. Bây giờ Diệp Thư Văn nói chuyện không nề năng thì hắn vẫn bình tâm đón nhận.
Trời sinh tôi đã là đứa trẻ ngu dại, cha đẻ không rõ, mẹ tôi vì có thai trước khi lấy chồng nên từ viên ngọc quý của cả gia đình trở thành bà điên, ai nấy chửi mắng đánh đập. Thỉnh thoảng khi tỉnh táo, bà điên kia sẽ nhớ tới đứa con trai của mình, giờ thanh củi đánh hắn quần quật. Anh ấy đã nói rồi, mày tài năng hơn người, trong một vạn mới có một, tại sao mày không giữ được anh ấy? Tại sao không giữ được anh ấy? Còn khi lên cơn điên, tuy vẫn nhét hết những thứ nhặt được, còn lẫn cả bùn cát vào miệng hắn, nhưng khi cười, gương mặt vẫn như hoa nở. Hắn nhìn bát mì sợi tỏa hơi nóng hổi trước mắt, bất chợt cười một tiếng châm chọc. Khi đó tôi chỉ mới 7 tuổi, chưa từng được ăn no, mỗi ngày trừ lạnh cũng chỉ biết tới đói. Nếu khi lên cơn điên mà bị bệnh, đó cũng như một sự hưởng thụ to lớn. Bởi vì trong cơn bệnh, người mẹ điên điên khùng khùng kia vẫn còn nhớ xin cho tôi một miếng cơm. Hắn kể lại bình tĩnh tới vậy, Diệp Thư Văn nghe lại thấy lòng ngổn ngang. Anh ta nhìn vắt mì đã dần mềm nhũn, đột nhiên nhấc đũa nhét nó vào miệng. Một người phụ nữ điên điên khùng khùng dắt theo một đứa trẻ có thể sống được, Minh Giác đúng là cao số. Minh Giác nhìn hành động của anh ta, tuy không nói gì, song ánh mắt cũng bất giác mềm đi. Người đàn ông này tính tuổi thật thì có lớn hơn hắn, nhưng Minh Giác đã sống cô độc trong khoảng sân kia quá lâu, trừ không rảnh rẽ việc đối nhân xử thế thì về tâm trí lại đã vượt quá Diệp Thư Văn. Nhưng được một người như cha chú đối đãi cẩn thận như thế, trong lòng hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Dù rằng hắn biết mọi việc Diệp Thư Văn từng làm từ khi gặp, cả ấm áp này cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, còn ngắn ngủi hơn cả hoa quỳnh. Sau đó có một năm, bỗng có rất nhiều người kỳ lạ từ bên ngoài tràn vào. Việc này không bình thường. Thôn xóm đó ở vùng rất xa xôi, nói cho chuẩn thì chỉ còn không được coi là chân núi mà như treo veo trên vách núi. Năm người kia cũng chỉ lần mò đường núi mà leo lên. Không cả lúc ấy, chúng đang đói khát, bèn cầm vũ khí tàn sát người trong thôn, không còn để sót chút nhân tính. Mẹ tôi điên điên khùng khùng, mới chạy được 2 mét, đã bị một cây thương dài ghim vào bụng. Khi tôi nhìn thấy, ruột đã lòi cả ra. Nhắc tới chuyện cũ, Minh Giác vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có cảm giác gì khác lạ. Giờ phút này, hắn đã quên người đàn bà khi điên lên có thể nhét cả bùn đất vào miệng hắn rốt cuộc mặt mũi thế nào. Chỉ nhớ là tuy vào khoảnh khắc cuối cùng, quần áo đã rách tươm, cái đai lưng buộc quanh hông bà vẫn thêm một đóa hoa mừng xuân, hẳn là để nhung nhớ người trong lòng bà. Việc đó sao có thể? Diệp Thư Văn trợn tròn mắt. Giờ đã là thời đại nào rồi? Trong thời đại này, dù là 10 mấy 20 năm trước, tuy có sự kiện tàn sát quy mô lớn thì dựa trên tuổi tác Minh Giác hẳn cũng là việc không thể. Một thôn xóm vùng núi xa xôi, dù cách xa mấy, chắc chắn vệ tinh cũng vẫn tìm tới được, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế? Nhưng trông dáng vẻ Minh Giác, tuy cảm xúc không dao động dữ dội, song Diệp Thư Văn lại cảm thấy hắn hoàn toàn không cần nói dối những việc này. Anh ta tập trung tinh thần lắng nghe, giây phút ấy thật sự chẳng còn để ý gì việc ăn uống. Tôi trốn ở trong thôn, chúng tôi còn chẳng có nhà, chỉ trốn trong một đống củi sau chuồng heo tồi tàn của một gia đình. Có lẽ do bẩm sinh, khi đó linh khí lại hỗn loạn nên không ai tìm được tôi. Giây phút ấy sắc mặt Diệp Thư Văn vô cùng khó tả. Hết chương 8. Chương 9. Nước Côn Lôn quanh năm băng tuyết bao phủ, dù thôn làng Minh Giác sống ở gần chân núi thì khi đông tới vẫn lạnh buốt thấu xương. Ngày hôm ấy da rét lạ lùng, Minh Giác là một đứa trẻ khờ dại, mơ màng nấp trong đống củi lại còn khó tìm thấy hơn những người khác. Lúc này hắn chợt nhớ ra, ngay vào mấy tháng trước, khi hắn ngờ ngạch mò tới một thị trấn ở xa, đã gặp một đạo sĩ cố tình cầm la bàn tìm tới, nói một đống thứ hắn không hiểu, còn để lại ký hiệu trên người hắn. Quả nhiên, trời sinh trời dưỡng mới có thể tạo ra một cơ thể tuyệt hảo. Năm xưa mẹ mi đã rất có linh khí, quả nhiên mi cũng không kém. Hồn phách bất toàn lại vừa hay, đúng lúc để ta gặp được. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời cũng ủng hộ ta. Thôi,
Vợ hay mi sống ở trấn này, ta bèn bớt chút chuyện giấu mi đi. Công tranh khi làm đại sự không cẩn thận khiến mi toi mạng. Đầu óc hắn ngờ nghịch lơ mơ, nhưng ở thời khắc sinh tử tồn vong ấy lại có thể nhớ chính xác từng lời gã đạo sĩ kia nói. Khi máu thâm sâu vào mặt đất, từ chân trời có một người như tiên nữ bay tới. Trăm năm trôi qua, Minh Giác đã quên mặt mũi tiên nữ kia thế nào, chỉ nhớ trông người ấy có vẻ tiều tụy, gương mặt có dấu vết gió sương. Vẻ căm phẫn lại xót xa trên gương mặt ấy tới giờ vẫn in sâu trong tâm trí hắn. Trong thôn không có ai may mắn sống sót. Hắn trốn sau đống củi ngây ngô không cử động, nhưng khi tiên nữ kia nhìn tới lại vẫn không phát hiện được điều gì. Cho tới sau này hắn mới hiểu được là do gã đạo sĩ kia. Đến tận bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc đạo sĩ kia có ý đồ gì, nhưng nụ cười lạnh lùng kia thì vẫn nhớ như in. Chỉ tiếc nhiều năm vậy rồi nhưng chưa từng gặp lại. Tất nhiên những việc này cũng không cần nói với Diệp Thư Văn. Diệp Thư Văn có nên nỗi nghi hoặc trong lòng, không lý giải nổi mấy nội dung tránh nặng tìm nhẹ mà Minh Giác cố tình kể ra. Nhưng anh ta là một người giỏi lắng nghe, dù không hiểu đều vẫn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Có người nghe chuyện kể xa xưa của mình, lời Minh Giác nói ra dường như cũng trôi chảy hơn hẳn. Nghiệp vụ đã tìm được tôi đúng vào lúc đó. Tất nhiên khi đó người hay chưa trở thành nghĩa phụ tôi, người chỉ là một người từ ngàn dặm xa xôi chạy tới vì cuộc hẹn gặp mặt trên Côn Lôn, kết quả vì một đứa trẻ khờ dại mà mùi lòng dừng bước. Đương nhiên mấy lời trách móc cứ mượn cái cớ bản thân để ép mình tới, cuối cùng đã có cái cớ thoái thác rồi. Của nghĩa phụ sau đó mình giác vờ như không biết. Khi được Vương Duy Tuân tìm ra, hắn đã ngơ ngốc gặm củi khô cả ngày trời. Khi gặp mặt trong miệng còn đầy máu tanh, khiến Vương Duy Tuân trông mà giật mình. Nói tới đây Minh Giác không nhịn được bật cười. Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ khờ dại, không dám đi ra, bèn trốn mãi sau đống củi. Đói thì gặm củi khô, chẳng gặm được miếng nào mà còn khiến miệng mình tưa máu. Thời gian đã trôi đi quá lâu, có thể làm phai mờ tất thảy khổ đau và đầy đọa. Lúc này nhắc tới chuyện cũ, tâm trạng Minh Giác vẫn vui vẻ. Nhưng Diệp Thư Văn thì nghe những lời chẳng để tâm này lại bất giác rơm rớm lệ. Khổ sở biết mấy cơ chứ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh một đứa trẻ ngốc trong cái thôn làng toàn người chết, run rẩy rúc trong đống củi khô, đói bụng cũng chỉ có thể gặm củi, đáng thương qua đi mất. Minh Giác ngó anh ta, chỉ muốn nín lặng. Năm đó hắn còn là một đứa ngốc mà, làm gì biết tới cảm giác sợ hãi ấy. Minh Giác nói đơn giản, nhưng Diệp Thư Văn lại phát giác nhiều chỗ không hợp lẽ thường trong câu chuyện này. Cả những điều về linh lực mà anh ta không hiểu, chỉ là dù vắt hết óc anh ta cũng không nghĩ nổi vào 20 năm trước dưới chân núi Côn Lôn đã xảy ra chuyện gì. Vương Duy Tuân quả thật là một người rất tốt. Sau khi tìm được Minh Giác, vốn dĩ Vương Duy Tuân định ở lại một thời gian, nhưng hai ngày sau bỗng xảy ra thiên tượng, gió nổi mây vẩn, cảm giác kỳ lạ trên núi Côn Lôn ngày càng nổi rõ. Vì vậy Vương Duy Tuân bèn ôm đứa trẻ ngốc vội vàng rời khỏi. Lúc đó đứa trẻ đã sốt mê man. Đợi khi hắn tỉnh lại, bên dưới là cây chăn mềm như mây, thứ đưa lên môi là cháo nóng hổi. Gạo trắng thơm như thế từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng được nếm thử. Mà lúc này người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn hắn, dịu giọng hỏi: con tên gì? Khoảnh khắc ấy đầu óc hắn chợt tỉnh. Hắn được người đàn ông kia chăm sóc kỹ lưỡng, từ đứa trẻ u mê chẳng biết làm gì thành cậu chàng điển trai Vương Duy Tuân luôn lấy làm tự hào. Mỗi lần được người khen ngợi, Minh Giác đều cảm thấy gặp được nghĩa phụ chính là việc may mắn nhất cả đời mình. Thậm chí vào năm sinh nhật 12 tuổi, nghĩa phụ còn tặng cho hắn lựa Udo. Khi đó hắn còn nhỏ tuổi, chỉ biết là thứ dị hỏa này rất hiếm có, lại không biết đến cùng nó khó được tới mức nào. Nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau đó, sức khỏe Vương Duy Tuân ngày càng tồi tệ. Bản thân ông cũng không phải người tính tình nghiêm túc, những ý nghĩ kỳ quặc nói cái là có, đôi lúc lại tự đi tán tụng mấy đào hát xinh đẹp. Thời điểm ấy không ai nhận ra điều gì không đúng. Đến cùng cũng là người giám sát cả một phương,
Ở vùng đất đấy, người có thể mặc sức làm mọi điều không kiêng kỵ. Thi thoảng có buổi đêm không về, ngay cả anh Đương đã hầu hạ người từ nhỏ cũng không thấy có vấn đề gì. Sau đó người trở bệnh nặng, Minh Giang không hiểu tại sao linh khí của người lại bị lửa quân lấy thiêu đốt, rồi tại sao trên lưng còn gánh nhân quả. Nhưng đối với huyền thuật sư, những vết thương này nhìn thì nghiêm trọng, thực tế lại chỉ cần chút thời gian là sẽ khỏi ngay. Nhưng bây giờ linh khí đã không còn. Kể từ năm đó, khi mang Minh Giác từ nước Côn Lôn trở về, linh khí thiên địa ngày càng mỏng manh. Đúng lúc bây giờ cần dưỡng thương, linh khí lại càng ít đến độ thậm chí không thể duy trì vết thương không tiến triển. Nếu vết thương của Vương Duy Tuân, khi linh khí thiên địa còn cường thịnh, chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể khỏi hẳn. Nhưng bây giờ, linh khí thiên địa thiếu thốn, long mạch dưới đất lẩn trốn khắp nơi, muốn tìm một nơi thích hợp tu hành cũng khó khăn muôn phần. Không có đủ linh khí cung ứng, vết thương trên người tất nhiên khó mà hồi phục. Đến cuối cùng, ông vẫn không thể chống lại thời gian. Nghe tên đây, trong lòng Diệp Thư Văn loáng thoáng sinh ra suy đoán không tốt. Bên kia, Minh Giác lại như tự ngược đãi bản thân, xe toạc những đau khổ quá khứ. Dường như làm vậy là bản thân có thể dễ chịu hơn vậy. Lựa u đồ gì chứ, tôi chẳng cần tới. Ai bắt người tự ý quyết định? Tôi nói một câu là người đã đi rút nham thạch, còn rút hết cả một ngọn núi. Vô duyên vô cớ hút mất mạch núi, nhân quả đó sẽ đè lên lưng Vương Duy Tuân. Diệp Thư Văn nghe mà lòng ê ẩm. Tuy anh ta không hiểu mấy từ linh khí dị hỏa gì kia, nhưng mọi hành vi, mọi suy nghĩ của người tên Vương Duy Tuân, vị nghĩa phụ của Minh Giác, anh ta lại có thể hiểu được. Nếu cũng có một đứa con mà trong lòng chỉ biết tới mình như vậy, anh ta cũng muốn dùng hết mọi khả năng trao cho thằng bé tất thảy mọi điều nó muốn. Dù rằng ham muốn của đứa trẻ với thứ kia có lẽ chỉ tồn tại trong giây lát. Hết chương 9. Chương 10. Nét mặt Minh Giác chứa đầy đau khổ, thậm chí cả muỗng đũa trước mặt cũng tự động nhảy lên mấy lượt vô duyên cớ. Ân Đường Diệp Thư Văn dần dần coi như đã hiểu về thứ linh lực như dị năng đó. Một khi không khống chế được, tức khắc sẽ bùng nổ. Nhưng trong giây lát ấy, Diệp Thư Văn bỗng luôn giỏi ăn nói, lại không biết nên nói gì. Do dự một lát, cuối cùng hắn nghĩ ra, vội nói sang chuyện khác. Tôi vẫn cho rằng vào thời đại bây giờ, dù là thôn làng xa xôi cỡ nào cũng phải có tin tức truyền ra. Tại sao những chuyện cậu nói, cả chuyện thôn làng bị tàn sát, ngọn núi bị móc sạch, từ nay vẫn không thấy có tin tức nào lọt ra? Đây chính là điều anh ta vẫn lấy làm lạ. Nhưng trong tiềm thức lại biết Minh Giác không nói dối. Anh ta không tài nào hiểu nổi. Giờ là thời đại tin tức, dù chỉ là một tấm hình từng đăng lên Internet cũng sẽ để lại dấu vết. Tại sao tới nay mà vẫn chưa ai nhận ra điều gì khác thường? Cho dù là 10 năm trước, thiết bị thông minh nhân tạo thế hệ đầu tiên cũng đang ra đời. Anh ta nói một thôi một hồi, ý là định lảng đi chuyện khác. Ai ngờ nói một hồi lại nhíu mày, quên luôn chủ đề lúc ban đầu. Minh Giác nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy quả thật rất giống. Năm xưa khi nghĩa phụ suy nghĩ chuyện gì cũng là như vậy, vô thức lạc đề. Hắn nhếch môi, nụ cười không rõ ý. Anh cho rằng tôi đang nói tới năm nào? Hắn nhìn Diệp Thư Văn, đối diện ánh mắt khó hiểu của anh ta, trong mắt tỏa ra cảm xúc kỳ lạ. Anh cho là 10 năm trước ư? Hắn cười. Năm tôi gặp nghĩa phụ là năm 1912. Dầm một tiếng, liên tiếp mấy tiếng vang lên. Chủ tiệm vội ló đầu ra khỏi quầy thu ngân, cẩn thận quan sát xem rốt cuộc là có chuyện gì. Ông ta đã để ý sẵn hai người này. Bây giờ đã là hơn 10 giờ hơn. Hơn 10 giờ sáng mùa hè, còn có mấy người tới ăn điểm tâm. Trong tiệm bây giờ chỉ còn có mình họ thôi biết không? Ông chủ tiệm bực dọc nghĩ. Đừng tưởng ông ta không nhìn thấy hai gã đàn ông đàn an mà ăn chậm như con gái con lứa. Ăn xong rồi còn không chịu đi. Tưởng đây là quán trà quán cà phê, có thể ngồi nói chuyện rông dài đấy hả? Ông ta thở hồn hà hồn hển, mũi chân cũng vô thức cào cào trên mặt đất hai cái. Nhẫn nhịn mãi rồi vẫn không nhịn được. Trong hoàn cảnh yên tĩnh bấy giờ, sắc mặt Diệp Thư Văn trắng bệch, xua tay. Xin lỗi,
À, không cẩn thận làm rơi bát. Bát này bao nhiêu tiền, lát nữa tôi sẽ đền. Còn nhân viên phục vụ tới, nhanh tay nhanh chân lau dọn hết mớ bừa bãi dưới đất. Mảnh chen vỡ và mì văng ra cũng được lau sạch. Lúc bấy giờ ông chủ xuất hiện. Ông ta chỉ bát mì còn sót lại trên bàn. Cơ thể to như trụ bê tông, đứng đấy nom rất có sức uy hiếp. Ngay cả hai cô lao công được thuê làm thời vụ nhìn sang mà mặt cũng đỏ hồng. Ây chà, dáng người này cường tráng thật đấy. Không phải ăn thịt bò mà có đây chứ. Chưa gì nữa, nhưng liệu ông chủ có đánh người luôn không? Ai khó nói à. Ông chủ ghét nhất mấy cậu thư sinh eo uột đấy. Phục vụ xì xầm nói nhỏ. Lúc bây giờ ông chủ tiệm to con lên tiếng. Bát này do tiệm tôi đặt làm riêng. Ai nói vỡ là vỡ được. Tôi nói anh này, năm nay tôi chưa có ý định mua mới đâu. Ông ta cảm giảm mãi, cuối cùng cũng nói ra ý chính. Mua đi cũng được. Bát này giá 300. 300? Mình giác hít mắt. Nhưng Diệp Thư Văn lại đang hoảng hốt. Không biết đêm nay là đêm nào. Năm 1912, anh ta thì thào. Đó đâu chỉ 10 năm trước mà đã là 100 năm trước rồi. Chàng trai Minh Giác trẻ trung, trông như chỉ mới 17-18 tuổi này đây, lại đã lớn tuổi như thế ư? Hay vì tất cả huyền thuật sư đều có thuật chú nhan? Vậy cô gái tức giận tìm tới ngày hôm qua có phải thực tế cũng đang là một bà lão? Lượng tin tức quá lớn đồng loạt ồ ập ùa lên, khiến tới giờ mà Diệp Thư Văn vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nhất thời cũng quên cả việc trao đổi với chủ tiệm. Ông chủ tiệm trông dáng vẻ đờ đẫn của anh ta, thật sự giận không kìm nổi. 300 tệ, bát của tôi 300 tệ. Diệp Thư Văn run run tỉnh táo lại. Mà đúng lúc ấy, chẳng hiểu sao ông chủ to con bỗng rùng mình. Một làn khí lạnh lẽo không rõ nguồn cơn từ bên cạnh thổi tới. Ông ta vô thức run lên, nơm nớp nhìn sát bên cạnh. Ở đó, một chàng trai dung mạo khôi ngô đang lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt không chút tình cảm. Cơ thể đồ con của ông chủ lại không nhịn được cơn run rẩy, hồi lâu sau mới nặn ra nụ cười vẻ như thật thà. À, bát này của tôi bát theo bộ, có ra như thế, cậu đây có ý kiến gì sao? À không, không có gì. Diệp Thư Văn không thiếu tiền, lúc này lại đang chìm trong cơn rung động, để tất nhiên sẽ không để bụng những chuyện nhỏ đấy. Nhưng Minh Giác thì không vui. Hắn cúi đầu khom lưng, thuận tay nhặt một mảnh bát vỡ rơi bên chân mình. Cái bát này thu 300 tệ, chẳng những không đắt mà còn quá là rẻ. Minh Giác khẽ mỉm cười. Ông xem, không phải trên bát còn khắc hình dạng của ông sao? Sắc mặt chủ tiệm nháy mắt tím tái, kẻ đó lập tức chuyển sang trắng bệch. Ê, cậu nói gì? Ánh mắt ông ta đờ đẫn không tiêu điểm. Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Không muốn đến cứ việc nói thẳng. Tôi, bọn tôi cũng không phải là người không nói lý. Vậy ư? Minh Giác nhìn ông ta, bàn tay bóp chặt mảnh bát vỡ trong tay, khiến nó biến thành thứ bột vụn như bụi bặm tràn qua cái ngón tay rơi xuống. Lúc bấy giờ, người trong phòng bếp cũng đã nhận ra điều không đúng, đồng loạt đứng dậy. Cả đám dàn hàng ra đứng, hàng mày rậm rầy dựng ngược. Sao hả? Muốn kiếm chuyện đúng không? Nhưng lại bị ông chủ tiệm vạm vỡ trước mặt Minh Giác ngăn lại, khom người khum đúng. À, thật xin lỗi, xin lỗi. À, không phải chúng tôi cố tình lừa gạt. Bát này không cần đền, không cần đền đâu. Ông ta ngó sang mặt Minh Giác, lập tức thông minh đổi lời. À, chỉ 3 tệ, 3 tệ là đủ rồi. Bát của tiệm họ là loại cỡ rất lớn, làm từ sứ trắng thượng hạng, thò cả đầu vào cũng vừa. À không, không sao, không sao. Diệp Thư Văn thở dài. Tình hình này, một gã đàn ông đô con lực lưỡng cỡ này mà lại nhìn Minh Giác bằng vẻ mặt đáng thương, đúng là... Được rồi, được rồi. Diệp Thư Văn không muốn Minh Giác va chạm với người ta, chủ động nói. 3 tệ chắc không đủ đâu, đúng không? Tuy anh ta cũng bực vì tiệm này đòi giá cao, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của họ lúc này lại dường như không còn tức giận thế nữa. À, không 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 không. Nhìn vào mắt Minh Giác, ông chủ lực lưỡng suýt thì phát khóc. À, chỉ 3 tệ, 3 tệ là đủ rồi. Minh Giác nhíu mày. Được rồi, anh đưa cho chúng đi. Một đám bò tinh, không người quản lý lại dám xưng vương. Hết chương 10. Chương 11.
Diệp Thừa Văn cảm thấy tam quan của mình bị giáng một đòn nặng nề. Anh ta ngó mấy gã đàn ông lực lưỡng trong tiệm, lại nhìn tấm áp phích in hình bát mì thịt bò đủ sắc hương vị phía sau quầy thu ngân. Lần đầu tiên đánh mất phong độ, lắp bắp nói: Bò tinh. Phải, Minh Giác nhẹ giọng đáp. Việc này sao có thể? Diệp Thừa Văn cắt lời. Anh ta chỉ vào bát mì của Minh Giác. Cậu coi này, trong bát cậu còn có cả thịt bò nữa. Bò thì sao lại ăn thịt bò được? Bò tinh mà, sao có thể đi bán mì thịt bò? Việc đó khác. Minh Giác nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc. Người sở dĩ là người là vì người sẽ tự xác định vị trí cho mình, tự lập ra quy củ cho bản thân, có đủ cảm giác đạo đức để suy xét hoặc ràng buộc hành động của mình. Còn những tinh quái này trên thực tế vẫn chưa thật sự thành tinh, về bản chất vẫn là động vật. Tất nhiên sẽ không cho rằng những con vật chưa khai linh trí đều là đồng loại của mình. Mình Giác nhấc mắt nhìn mấy con bò tinh đang dục dịch, linh lực dâng lên trong không khí bỗng chốc trở nên bỏng rát, tạo áp lực từ khắp bốn phương tam hướng. Chỉ nháy mắt đã khiến sắc mặt mấy con bò tinh trong phòng trở nên đỏ au. Để khi con bò cầm đầu không nhịn được mà im lặng lùi về sau một bước, áp lực trong không khí mới thoáng buông lỏng. Hắn thản nhiên lướt mắt qua mấy con bò tinh tại chỗ, không một ai dám nói nhiều một chữ. Diệp Thừa Văn lại không nhận ra điều này. Hơn nữa, chính vì hiểu rõ lẫn nhau nên khi phân tích chất lượng thịt của những đồng loại chưa khai linh trí của mình, bọn chúng còn có rất nhiều điểm tâm đắc. Nếu không, bị thịt bò này có thể ngon như vậy không? Diệp Thư Văn, khẩu vị của cái tổng này hơi bị nặng đấy. Diệp Thư Văn lùi lại liên tiếp hai bước, mắt nhìn ông chủ tiệm lực lưỡng chăm chú, trong mắt trào lên cảm xúc cháy bỏng. Tôi... Anh ta khàn giọng, vội nói liến thoáng. Tôi chưa từng thấy bò tinh sống bao giờ. Ông có biết biến hình không? Biến hình tất nhiên là biết. Cho dù không biết, nhìn linh khí cường thịnh quanh Minh Giác lúc này, mấy con bò tinh trong tiệm cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể uất nghẹn kêu một tiếng ồm bò nho nhỏ. Kế đó từ đầu gồ lên hai cái biếu nhỏ, đoán hẳn sừng đã sắp lộ ra. Đừng xem. Minh Giác lại ngăn Diệp Thư Văn ra đằng sau. Anh là người bình thường, tốt nhất đừng bao giờ biết tới những chuyện này. Chỉ vậy mới sống tốt được. Hôm nay là do tư tâm của tôi quấy phá, để anh biết quá nhiều rồi. Minh Giác khẽ nhíu mày. Biết càng nhiều, anh sẽ càng khó thỏa mãn. Nếu có một ngày lý trí và đạo đức không thể kiềm hãm được dục vọng trong lòng, anh sẽ không khác gì bọn chúng đâu. Diệp Thư Văn nhìn Minh Giác bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng thành thật quay đầu đi. Để khi hai người đã ra khỏi cửa tiệm, anh ta mới hỏi: Minh Giác, có phải họ cũng tới đế đô tranh đế lưu tương với cậu không? Minh Giác gật đầu. Phải. Vậy tại sao cậu? Diệp Thư Văn do dự hỏi. Không sao, Minh Giác thản nhiên trả lời. Tiền tài là vật ngoài thân, 15 tháng 7 sẽ có rất nhiều đế lưu tương, nhưng huyền thuật sư thì sẽ không tham dự tranh đoạt. Nhiều đế lưu tương như vậy muốn có được hoàn toàn dựa vào bản lĩnh, sẽ không có bất cứ tình quái nào phá hư quy tắc. Nói đoạn, Minh Giác chợt quay đầu cười rạng rỡ. Những tình quái này dù có cả ngàn cũng chẳng bản lĩnh gì. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã lại vào khuôn viên trường. Hai bên đường trong đại học Duyệt Vi không trồng cây long não hay cây ngô đồng thường gặp, mà lại là nơi duy nhất trồng phượng tím tại đế đô. Lúc này, những chùm hoa tím đang nở rộ, màu tím nhạt phủ dập khoảng không, lấp kín tầm mắt. Gió hè thổi qua cũng khiến cõi lòng người ta lắng lại. Con đường phượng tím độc nhất vô nhị đế đô này và hàng cây phượng vĩ của Đại học Pháp luật bên cạnh được xưng là đế đô song ảnh. Lúc này nhìn từ đằng xa, những cành cây to khỏe vươn rộng ra khắp hai bên đường, dệt thành những tràng hoa tím nhạt rậm dày ngay trên đỉnh. Mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên, tầng hoa tím dày phủ rộng kia luôn có thể khiến người ta cảm thấy đôi phần ngột ngạt. Nơi này, nếu không phải đang kỳ nghỉ, nhà trường đóng cửa, đã trở thành thánh địa chụp hình. Những đóa hoa tím rơi rụng khắp đất, chân dẫm lên thấy mềm mềm. Hai người im lặng đi dưới bóng cây.
Diệp Tử Văn định lên tiếng Minh, lời chưa nói dứt đã thấy Minh Giác chợt xoay người, ngón trỏ ngón giữa đệm nhẹ vào giữa trán anh ta. Trong một thoáng, một sức mạnh khổng lồ ập vào đầu khiến anh ta cảm thấy điều bước trên mây, không biết mình đang làm những gì. Lục Phùng Cốt Tàng đều bị cảm giác này bọc lăn, nơi ổ dạ gợn lên cơn cồn cao, khó chịu muốn nôn mửa. Mà ngay khoảnh khắc ngón tay Minh Giác chạm vào trán, vô số hình ảnh ngập tràn màu sắc nối nhau kéo tới, khiến thai dương Diệp Thư Văn nhảy lên thình thịch, đau đầu muốn nứt. Anh ta quay đầu theo bản năng, vô thức dằn sâu những trí nhớ phức tạp kia xuống. Không thể để cậu ấy nhìn thấy. Băng đi một lúc, Minh Giác rút tay về, nét mặt thất vọng lại buồn bã, loang thoáng như thở vào. Tôi chỉ biết, hắn lẩm bẩm nói. Diệp Thư Văn sửng sốt, giận dữ không vui. Mới rồi cậu làm gì? Minh Giác, cậu tra xét trí nhớ của tôi đúng không? Sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc. Tôi nói rồi, Nam Bộ là vùng cấm, có chứa tất cả mọi chuyện riêng tư của tôi. Không được tôi đồng ý thì bất cứ ai cũng không được nhìn trộm. Cậu vượt giới hạn rồi. Lời nói này dường như có gì đó không đúng, nhưng Minh Giác lại không hề nhận ra. Hắn thu tay về, cụp mày, giọng nói không mấy thành ý. Tôi xin lỗi. Cậu muốn tìm gì? Diệp Thư Văn nhạy cảm nhận ra điều hắn đang che giấu. Minh Giác lại xoay đi, không nói tiếng nào. Tôi chỉ không nhìn được, đừng mong muốn viển vông để mới kiểm tra trí nhớ của anh. Nhìn thử xem trong nhân quả tại thế liệu có dấu vết của nghĩa phụ. Đáng tiếc không hề có. Cũng phải, Minh Giác tự diễu, nếu thật sự là nghĩa phụ, làm sao lại là một cơ thể không cảm nhận được chút linh lực nào như thế. Hắn bất giác nghĩ thầm, hoặc chăng nếu thật sự là nghĩa phụ, nếu hồn phách đã vào trong luân hồi, vậy việc gì hắn phải nghĩ bao nhiêu cách suốt bao nhiêu năm qua để nối mệnh cho người. Bây giờ biết không phải nghĩa phụ, trong lòng hắn còn mơ hồ thở phào. Minh Giác, Diệp Thư Văn gọi. Hắn ngờ vực quay đầu, lại thấy lúc này người đàn ông mang gương mặt lỗi lạc đang đứng đó, gương mặt cúi sâu, chẳng hiểu sao lại lộ vẻ già nua, tất cả nếp nhăn nơi đáy mắt cũng dễ mà trông thấy. Minh Giác, quên người đó đi, hắn chỉ là một người chết thôi. Tất cả những việc cậu làm, người đó sẽ không bao giờ biết được. Hết chương 11, chương 12. Ngày 18 tháng 8, tức là mùng 1 tháng 7 âm lịch. Tháng 7 tháng thân, tháng cô hồn, quỷ môn mở. Nhiệt độ ngày này bỗng nhiên sụt giảm. Ngay từ rạng sáng, một cơn mưa trút xuống tưới nhuận những cành cây ngọn lửa đã bị nắng nóng mấy ngày qua sấy khô rang. Từng cành lá tỏa ra ánh xanh biếc đầy sức sống. Đến sáng sớm, thời tiết âm u, mưa đã tạnh nhưng mặt đất vẫn còn hơi ẩm thấp, không khí trong lành làm người ta khoan khoái. Những đứa người đã quen với khói bếp tại đê đô lúc trước thì trong khoảnh khắc bước ra cửa cảm nhận được gió lạnh bên ngoài. Rất nhiều người đang vội vã bắt tuyến tàu điện ngầm đi làm không nhịn được rụt vai. Tiếng tàu điện ngầm từ xa vang tới, rít gào ra khỏi đường hầm. Cô nữ sinh đang lim dim mắt đứng bên vạch an toàn, mái tóc dài che phủ hai má, vì dậy sớm nên tới giờ đã đứng đây mà đầu vẫn mơ màng. Ôi, cô gái vẫn đắm chìm trong dư âm của mộng đẹp, lúc này đột ngột đổ người về trước, đầu suýt nữa thì đụng vào cửa tàu điện, dường như bị ai đẩy. Cô gái tức khắc tỉnh táo, bên tai chỉ còn lại tiếng cười trong veo. Khi quay đầu sang, người bên cạnh đều đã đứng cách mình một khoảng, chẳng biết là do ai đùa dai. Đèn trong ga tàu điện ngầm chớp tắt, cô gái giật mình, ngay cả những người đang ai lo việc đấy đứng cạnh cũng ngờ vực nhìn sang. Mới rồi, hình như bị ai đẩy. Cô gái suy nghĩ giây lát, lại sờ ra sau lưng, dường như là một dáng người thấp. Cô gái vô thức đã mắt một lượt xung quanh, mọi người tụm năm tụm ba, không thấy có ai thấp bé. Cô gái lại ngẩng đầu, cách vô số tấm kính, tiếng tàu điện ngầm ngày càng vang to. Tàu đã sắp tới. Không kịp nhận rõ điều khác thường, cô gái đã bị đám đông chen lấn đẩy lên tàu. Bây giờ tầm mắt dần bị rời đi theo đoàn tàu dần đi xa, mà ở ngay đường hầm nơi đoàn tàu đi qua lúc này lại như bị một lớp lụa mỏng che phủ.
cách cửa kính vẫn có thể cho người ta cảm giác lạnh lưng rùng mình. Cô gái với sắc mặt tái nhợt không nhịn được run lên, nhanh nhẹn đeo tai nghe len vào trong đám người. Thời tiết rất đẹp, không có mặt trời, nhiệt độ mát mẻ, không khí lại trong lành. Mọi người ra khỏi cửa nhà đều hít sâu một hơi, không nhịn được nhoẻn môi cười. Hôm nay trường mẫu giáo thành phố náo nhiệt lạ thường. Ba khối lớp mầm chồi lá của trường nhập lại thành một, tổ chức một hoạt động thực tế quy mô lớn vào mỗi kỳ nghỉ hè. Những cô bé cậu bé mặc đủ kiểu quần áo, đeo những chiếc mặt nạ đủ kiểu dạng, bày sạp hàng trên sân trường, bán những món đồ chơi mình từng chơi hoặc đang chơi. Lẫn trong tiếng giao hàng gây thơ của trẻ em là những tiếng trả giá. Phụ huynh các em đứng bên cạnh quan sát, không can thiệp, song vẫn đầy hứng thú. Nhìn lâu, mọi người nổi hứng trò chuyện. Mấy phụ huynh trùng hợp được chia vào cùng một tổ, còn tươi cười bàn luận thời tiết với nhau. Lúc trước còn sợ nắng gắt quá hại da, hôm nay thời tiết lại vừa đẹp. Ôi chao, như con nhà chị là vừa đủ. Tôi sáng ra đi gấp, quên mang thêm quần áo cho thằng bé rồi. Nó chỉ mặc mỗi cái áo mỏng như thế có ổn không? Được chứ, người phụ nữ bên cạnh an ủi. Trẻ con nhiệt độ cao, không sợ lạnh. Hơn nữa ở đây nhiều trẻ con như thế, cùng khối đứa mặc mỏng manh mà. Đang nói chuyện, bỗng có một đứa trẻ mặc cái áo mỏng lướt thật nhanh đi qua. Thằng bé đeo mặt nạ, gương mặt không nhìn rõ, quần áo đã hơi lỗi thời. Mấy phụ huynh chỉ vào nó bảo: anh trông thằng bé đó hoạt bát chưa kìa, chẳng sợ lạnh gì cả. Không cần lo. Mới dứt lời thì bỗng đứa trẻ trước mặt quay đầu, đôi mắt mở to như quả chuông đồng trên mặt nạ cỡ lớn, đi thẳng vào họ. Cảm giác kỳ lạ khó tả. Đoạn nó khẽ nhếch môi, vô tay bồm bộp: đầu tháng 7, quỷ môn mở, quỷ môn mở rồi, âm hồn ra. Âm hồn khóc, bán đậu phụ, đậu phụ vỡ, tráng trứng gà, trứng gà trứng gà, gõ gõ. Bên trong có một anh chàng, anh chàng đi ra thăm mộ. Bên trong có một bà nội đi ra thắp nhang. Bên trong có một cô gái đi ra đốt đèn, rơi xuống sông không về được. Mấy phụ huynh nhìn thằng bé, không hiểu sao người bỗng run lên. Đúng lúc ấy lại có bé gái đeo mặt nạ tươi cười đuổi theo. Hai đứa bé lại giật đuổi nhau qua lại, mãi không dừng chân. Cô bé kia mặc bộ đồ được coi là sạch sẽ gọn gàng, tuy vậy cái kẹp hoa trên bím tóc lại trông rõ lạc quẻ, có vẻ cũ kỹ lại rẻ tiền. Mấy phụ huynh nói thầm trong bụng: học phí của trường mẫu giáo thành phố thực sự không rẻ, có thể vào đây học, đa phần nhà cũng có của ăn của để. Và lại dù khó khăn thì cũng không tới nỗi để con gái cài kẹp cũ chẳng biết đã dùng bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu thời gian như thế. Con gái mà, tuổi này đang tuổi thích đẹp, con bé có chịu không? Đang tự suy nghĩ, bỗng thấy cô bé kia cười rồi vỗ tay: giữa tháng 7, quỷ môn đóng, quỷ môn chưa đóng chớ chạm vào, tiền rơi trên đất chớ màn nhặt, nhặt được chính là tiền thế thân. Một thế thân, hai đổi mạng, đổi nữa đổi hết, ba hồn vong. Mấy đứa trẻ thấy có trò mới lạ, cô không nhịn được mua may hùa theo. Kết quả bị phụ huynh đứng cạnh kéo phát lại. Các phụ huynh nhìn nhau, bất giác lẩm bẩm: con cái nhà ai đây? Sao lại quái lạ quá thế? Hà Thành đứng ở trong trung tâm cứu trợ, gọi điện video với Lục Thiệu Đan. Đi ra lá rụng theo gió bay tới ngoài cửa sổ, không khỏi than khẽ: quỷ môn mở rồi. Lục Thiệu Đan ngạc nhiên: quỷ môn? Không phải giữa tháng 7 mới mở sao? Hôm nay... Cô ấy giả lịch ra xem, hôm nay mới đầu tháng 7 thôi mà. Hà Thanh lắc đầu: cả tháng 7 đều là tháng cô hồn. Mồng 1 tháng 7 quỷ môn mở, 15 tháng 7 là mở rộng nhất, đợi tới đêm 15 tháng 7 sẽ đóng lại. Những âm khí dư lại trên nhân gian thì không thể trừ sạch ngay, do đó suốt một tháng này đều là tháng cô hồn. Hôm nay là mồng 1, lại đúng lúc gặp trời âm u, là thời điểm tốt để mở quỷ môn. Lục Thiệu Đan không nhịn được run lên, hồi lâu mới hỏi: vậy trước kia cũng lạ như thế đúng không? Cứ tới mỗi tháng 7 là quỷ môn lại mở. Hà Thanh lắc đầu: không, lần này khác. Trước kia linh khí thiếu thốn, cho dù quỷ môn mở thì những hồn phách kia cũng rất suy yếu, không đáng nhắc tới. Nhưng năm nay
Đề Liêu Tường sắp xuất thế, linh khí trong đê đồ vào tháng 7 âm lịch sẽ đạt tới đỉnh điểm. Nhưng linh khí vô chủ này đám hồn ma đều rất thích, chen nhau ra cướp đoạt. Âm khí lan ra cũng là nhiều nhất trong mấy năm qua. Đoạt tới đây, nét mặt Hà Thanh trở nên trịnh trọng. Thiệu Đan, cậu có bùa hộ mạng, không cần lo lắng. Nhưng nhớ dặn dò người nhà là đừng nhặt tiền hoặc những vật quý trọng dưới đất, nửa đêm cố gắng ít ra ngoài. Lục Thiệu Đan lắc đầu. Vì đó sao mà được, giọng giống cô đêm bên cạnh tớ không chỉ có một hai người đâu. Hết chương thứ 12. Chương 13. Nghe lời Lục Thiệu Đan, Hà Thanh sừng sốt. Cũng phải, nhịp điệu cuộc sống thời nay đã khác. Giờ lại đang mùa hè, trước 11 giờ đêm e trên đường vẫn rất đông đúc. Cô bật cười, lắc đầu bảo, được rồi, đằng nào đê đồ cũng nặng hơi người, cho dù có thêm chút âm khí cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Chỉ nhớ đừng nhặt đồ trên đất lung tung là được. Chỉ cần nhặt đồ của bọn chúng, chúng sẽ có lý do bắt cậu trả giá đắt đấy. Mà cái giá này người bình thường đều không trả nổi. Đang nói chuyện, cô Bình bỗng gọi điện tới. Hà Thanh bèn cúp cuộc gọi với Lục Thiệu Đan nhận điện thoại. À Thanh, bắt đầu từ sáng nay trông Trường An có vẻ khó chịu lắm. Anh hỏi nhưng chính nó cô không nói rõ được. Để anh dẫn nó tới em xem thử nhé. Không cần đâu, Hà Thanh nhẹ giọng trả lời. Bây giờ Trường An được coi là linh cầu rồi, cảm giác với thiên địa sẽ mạnh hơn. Hôm nay mùng 1 tháng 7 là thời điểm quỷ môn mở, quanh đây nhiều âm hồn, kiểu gì nó cũng không quen ngay được. Không sao, anh cứ yên tâm, một hai ngày là nó quen thôi. Nhiều âm hồn, cô Bình nhíu mày theo bản năng. Sẽ không có âm hồn chỉ muốn báo thù nào đi ra chứ, gây ra chuyện thì không ổn. Anh yên tâm, bình thường những âm hồn có chấp niệm to lớn sẽ không ra khỏi quỷ môn, mà ngay từ khi chết đã không vào quỷ môn rồi. Âm hồn có thể đi ra từ quỷ môn, đa số không có chấp niệm quá mạnh, hoặc là dù từng có chấp niệm sâu đậm thì bây giờ cũng đã bị mài mòn đi phần nhiều. Nhiều nhất chỉ là chỉ thích đùa dai, còn lại thì không việc gì cả. Bây giờ cô Bình mới thở vào. Vậy thì tốt, tháng này tuần nghiêm. Bỗng có tiếng gõ cửa. Người bên trong chưa nói chuyện, cửa phòng làm việc đã mở ra. Anh ngẩng đầu nhìn lên, là cấp dưới của mình, Vương Thành. Vương Thành cau mày. Đội trưởng, có án mạng rồi. Mặt cô Bình đanh lại, dặn Hà Thanh một câu, bên anh có việc, cúp trước. Rồi vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện gì? Vương Thành vuốt mặt. Hôm qua anh ta trực đêm, bây giờ đã mệt dã rời. Thật ra chỉ là em nói quá lên thôi, cũng không tính là án mạng. Cô Bình chợt dừng chân, quay đầu nhìn Vương Thành chăm chú. Cậu biết mình vừa nói gì không? Vương Thành sững ra, kể đó xấu hổ đáp. Em xin lỗi đội trưởng, chỉ là do ngạc nhiên quá. Và lại anh ta ấp úng, cho dù không có án mạng, đoán hẳn cũng không khác mấy. Người gặp chuyện là một nữ streamer nổi tiếng. Khi livestream, dây chằng toàn thân cô ấy bị kéo giãn, nhiều chỗ gãy xương. Khi bị phát hiện đã rơi vào tình trạng sốc vì đau đớn và mất nước. Nhưng kỳ lạ là tại hiện trường không có dấu vết bất cứ ai từng tới. Thậm chí cả căn phòng của streamer nọ cũng bị khóa trái từ bên trong. Vụ án này quá mức kỳ lạ. Nữ streamer lại dính dáng tới tai tiếng quan hệ bất chính. Trong văn phòng, mọi người đang bàn luận ầm ĩ cả lên. Một đứa cảnh sát trong đội nói nhỏ, hôm nay là ngày may mắn cỡ nào kia chứ, lại cứ phải xảy ra chuyện thế này, thiệt tình. Tiểu Kha, em nói gì vậy? Nhà Nguyên trường cô gái, đã là lúc nào rồi, đây là lời cô nên nói hả? Đến cùng Tiểu Kha, cô mới vào làm, chưa từng tiếp xúc với những vụ án nghiêm trọng. Tới hiện tại, cô chỉ mới làm những việc lặt vặt trong văn phòng. Tiểu Kha nghe vậy nhíu mày, nhỏ giọng lầu bầu. Đằng nào nữ streamer kia cũng chẳng phải người tốt lành. Người tốt hay người xấu không dựa vào việc người đó làm nghề gì, mà nhìn xem người đó đã gây ra việc gì, có gây tổn hại tới người khác hay không. Không thể chỉ vì công việc mà có thành kiến với người ta, lại còn làm ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc của mình. Tôi thấy cô nên chuẩn bị tâm lý viết kiểm điểm đi. Nhà Nguyệt lạnh mặt, lời nói ra đanh thép quyết liệt.
Tiểu Khác sửng sốt, trong lòng thầm kêu không ổn, quay lại nhìn, quả nhiên cô Bình ở ngay sau lưng. Tiểu Khả kêu khổ trong lòng, miệng mồm lại càng không nghe sai bảo. À, cùng đầu chỉ có mình em nghĩ thế. Vừa dịch cô ta đã chẳng phải loại con gái tốt lành, lên mạng livestream cái trò đó. Chỉ không thấy bình luận Weibo bên dưới, mọi người đều nói là do cô ta muốn chơi lớn, khi chơi SM không có chừng mực, tự làm mình bị thương à? Tiểu Khả nói nhỏ, em thấy nói có lý lắm mà. Cố Bình trầm mặc, người ta nói rất có lý, thế cô mời hết họ tới làm cảnh sát đi, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Không lo mà sắp xếp tài liệu cho đàng hoàng, lại ở đây nói bậy. Anh trợn mắt lườm Tiểu Kha, từ khi xảy ra chuyện tới giờ cô còn chưa coi kỹ hồ sơ nữa đúng không? Tình trạng sức khỏe nạn nhân thế nào đã coi chưa? Trời qua mức mà có thể khiến xương mình gần như bị gãy hết. Cô Bình cười khẩy, cô có bản lĩnh đấy. Tiểu Kha vào đây dựa vào quan hệ, bị cấp trên cưỡng chế nhét vào đội anh. Chẳng thế mà cô nàng này mượn một câu nói của Hà Thanh thì chính là lắc cái đầu, bên trong có cả tiếng biển khơi. Đúng là không còn lời nào nói nổi. Cô Bình khiển trách xong thì triệu tập mọi người cùng phân tích tình hình cụ thể. Nạn nhân tên là Ami, là một streamer khá có danh tiếng. Sở trường là một cô nàng ngực to, eo nhỏ, chân dài. Đúng, không sai, có thể sống tốt trong giới streamer. Ami không dựa vào tài năng gì, mà bằng vào vóc dáng xinh đẹp của mình. Ami là streamer, chuyên dạy mọi người tập yoga, mặc mấy bộ đồ tập yoga bó sát đủ kiểu dạng, duỗi tay nâng chân, khoe trọn những đường cong lồi lõm hút mắt. Đây cũng được coi là điểm đặc biệt, mới mẻ độc đáo, lại có chất riêng, cũng không ai nói gì. Mà người tặng quà cho Ami sẽ có thể chỉ định cô ấy là một động tác nào đó. Yoga chỉ có bấy nhiêu động tác, dù là một động tác bình thường, nhưng khi cô ấy thực hiện vẫn có thể cho ra cảm giác khác lạ. Nói một cách nghiêm khắc, việc này đã gần chạm tới giới hạn quy tắc. Đừng trang web có lợi nhuận, người xem có mong chờ, dân không kêu ca, quan không truy cứu, cũng chẳng ai để ý tới một streamer nhỏ nhỏ như Ami. Đến cùng thì trong cả đại quân streamer, ai nấy đều có sở trường riêng, Ami thật sự không đáng là gì cả. Nếu chỉ một người như vậy lại bị phát hiện trong tình trạng người cuộn tròn trong văn phòng, cửa phòng khóa trái, toàn thân bằng một vòng quanh quả bóng yoga, tất nhiên không phải bọc theo kiểu ôm bóng trước ngực, mà là người cong oằn về sau, bọc quanh quả bóng bằng phần lưng. Nhưng trình độ yoga của Ami chỉ ở mức nửa vời, cờ bắp còn chưa duỗi dài, lại cứ cưỡng ép mình vòng lấy quả bóng cỡ lớn như vậy. Nếu tập luyện từ từ thì còn được, nhưng thương tích toàn thân cho thấy rõ ràng là bị ai đó cưỡng chế bè người vòng quanh quả bóng. Cô Bình xem hồ sơ nghĩ thầm, sức lực người nọ ắt phải rất lớn, nếu không trong cơn đau lúc đó chắc chắn Ami sẽ dãy giụa cật lực. Nhưng dù là như vậy, cuối cùng cô ta vẫn bị vòng chặt quanh quả bóng yoga, gian sát tới nỗi cuối cùng khi lên xe cấp cứu, nhân viên y tế không thể không chọc vỡ quả bóng yoga để coi là vật chứng đó mới có thể khiêng người lên xe. Hết chương 13, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.